Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nhâm Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Minh Đường từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, Kim phong kim, ngày Nhâm Thân tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh đô thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Kim phong kim, Kỷ Tủi, Bính Dần, Canh Dần, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lời. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành thủy cục, xung với Dần, Hình Hợi, Hải Hợi, phá Tý và Tuyệt Mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Dần, Canh Thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Thiên Quan, tốt mọi việc, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Phúc Sinh, tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Hoàng Sa, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2020. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ Tư này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý luôn duy trì được sự nhiệt tình của mình trong các mối quan hệ về tình cảm hiện tại. Hứa hẹn với những bạn đang còn độc thân trong ngày hôm nay sẽ tìm được một nửa như ý cho mình, và bạn cũng cần phải mở rộng lòng mình để chấp nhận những cuộc hẹn hò lãng mạn nữa bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ Tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ không hề tốt cho vận trình công việc của bạn ngày hôm nay. Cho dù với bạn tuổi Tý đã nỗ lực hết mình, nhưng không phải khi nào mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của bạn. Với bạn tuổi Tý cũng đừng vì thế mà buồn phiền, cũng sẽ có người ghi nhận công sức và đợi bạn một ngày sẽ được tỏa sáng nữa. Trong vận trình ngày thứ Tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn mệnh có được cơ hội để cải thiện về tình hình sức khỏe của mình. Nhất là đối với những ai có quyết tâm có được thân hình đẹp thì bạn đang có được những bước đi rất thành công, và bạn nên duy trì thói quen này càng lâu càng tốt, sẽ rất tốt cho sức khỏe của bạn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ Tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, hãy khéo léo hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, chớ nên xem thường bất cứ ai, bạn đều học hỏi được từ họ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, học hỏi phương pháp của người khác cũng phải biết chọn lọc nữa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, bạn biết lắng nghe và người ấy rất ghi nhận điều này từ bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, bạn nên có sự nhất quán hơn trong tư duy của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ Tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, Tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 88, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay đạt hiệu quả hơn. Và trong thực tế, điều quan trọng nhất lúc này với bạn đó chính là có thể đạt được điều mà bản thân bạn mong muốn mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực. Với bạn tuổi Sửu đang hoàn toàn kiểm soát được tình hình này nữa nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang khá hòa hợp với nửa kia của mình. Thậm chí mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm thấu hiểu về nhau nhiều hơn. Và càng hiểu người ấy, bạn lại càng cảm thấy trân trọng mối quan hệ hiện tại mà mình đang có nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này theo nhị thập bát tú, hôm nay được xem là ngày tốt, cho nên với bạn tuổi Sửu có thể thực hiện nhiều công việc như là khởi tạo, trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ về mồ mã, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ việc làm thủy lợi. Nhưng bạn cũng nên kiêng cữ các việc như là đóng giường, lót giường, đi thuyền. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi Sửu có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không nên vội hài lòng với thực tại cho dù mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn dễ gây hiểu lầm vì cách bạn nói ra không rõ ràng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy tính toán mọi thứ cẩn trọng hơn trong chút nữa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi về mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 95, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Khi với bạn tuổi Dần trong ngày này, môi trường làm việc của bạn không được thuận lợi cho lắm. Với bạn đang có tính cao ngạo, cố chấp, thích làm theo ý của mình. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Dần khó được lòng người khác trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Dần cũng nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe, nhất là khi đối phương muốn tốt cho mình nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần đang có được cơ hội dễ phát tài một cách bất ngờ trong ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, bạn tuổi Dần cũng không nên sống phụ thuộc vào số tiền này mà bạn cần phải cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức lao động của chính mình. Dù bây giờ có phải vất vả đi chăng nữa, nhưng sau này chắc bà chắn bạn là người sẽ sướng về sau nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn đang có phần bị xuống sức. Bạn đang bị áp lực về tinh thần. Bạn hãy tìm cho mình một góc riêng để được nghỉ ngơi, hồi sức trở lại. Và chỉ khi cơ thể của bạn khỏe mạnh, tinh thần của bạn minh mẫn thì bạn mới có thể đủ khả năng xử lý được những vấn đề phát sinh trong cuộc sống nữa bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, có được nguồn tài chính ổn định sau thời gian dài bạn đã tiết kiệm. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tìm cách để cải thiện mối quan hệ hiện tại của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ nên chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình đúng mực hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cách bạn diễn đạt có phần khó hiểu và không rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nhận được tiền thưởng hoặc là tiền lại xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 57, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi Mão đang có được một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có Kim xung khắc với Mộc. Cái điều này lại làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ trong gia đình của bạn mệnh. Bạn và mọi người nên hiểu rằng trong gia đình cần phải trò chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn để có thể thấu hiểu, tránh được những hiểu lầm xảy ra hay là sự nghi kỵ không đáng có nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này theo Hải thượng Lãn Ông, hôm nay nhân thần ở trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, về tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện dần, được tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, góp ý cho người khác, bạn cũng nên thể hiện chút thành ý của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thích hợp xây dựng các mối quan hệ về làm ăn tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, vợ chồng cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập hay là công việc riêng tư của mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn được như ý muốn trong ngày hôm nay. Điều này không chỉ giúp cho tình cảm lứa đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà còn giúp cho mối quan hệ của bạn với người thân có những thay đổi theo chiều hướng tích cực nữa. Trong ngày này, một số bạn đang còn độc thân sẽ khéo về ăn nói và được nhiều khác giới quan tâm, quý mến trong những lần gặp gỡ đầu tiên nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có Thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn khẳng định được những cố gắng của mình từ trước tới nay và chẳng hề uổng phí một chút nào. Với bạn tuổi Thìn có thể sẽ đạt được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và đây là cơ hội thăng quan tiến chức sẽ đến với bạn nữa rồi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có Kim sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này cho thấy đây là thời điểm tốt để cho bạn chào đón giai đoạn mới với những suy nghĩ mới mẻ, những ý tưởng táo bạo của mình. Bạn hãy tự tin với khả năng của mình vì thực tế bạn chưa phát huy tối đa hết khả năng của mình nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đọc nhiều, tiếp xúc nhiều để cho cuộc sống của bạn phong phú hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, có nhiều niềm vui nhưng bạn nhanh chán. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tình cảm đôi lứa càng thêm mặn nồng theo thời gian. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, ghi điểm trong mắt cấp trên, có được cơ hội thăng chức đến gần. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn, số 20, số 75, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có lục hợp quý nhân tác động, và đây là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Tỵ trở nên sĩ diện hơn. Bạn mệnh tuổi Tỵ muốn mình được đánh giá cao, và chỉ khi đó bạn mới cảm thấy được vui và có thêm động lực để cố gắng hơn mà thôi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là làm cho luồng suy nghĩ của bạn bắt đầu dậm chân tại chỗ, và bạn bắt đầu hướng tới xung quanh, nhận ra một điều rằng có lẽ trong khoảng thời gian vừa qua dường như bạn đã không đưa ra được những quyết định đúng đắn, tốt nhất, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tài chính và chuyện tình cảm nhé. Ngày thứ tư này, bạn tuổi Tỵ còn đang gặp ngày có kim xung khắc với hỏa. Cái điều này cũng cho thấy về chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo sẽ có những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong mối quan hệ giữa bạn với nửa kia. Hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn và học cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương. Đừng có chê bai khiến cho họ tự ti trước mặt bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ bỏ cuộc khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, xem lại cách làm việc của bản thân mình để cải thiện tốt hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 13, số 69, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy tuy không thể đem lại cơ hội phát tài cho bạn một cách nhanh chóng, nhưng công việc của bạn trong ngày hôm nay đang rất thuận lợi. Với bạn tuổi Ngọ đã cố gắng hết sức và bạn đã có thể an tâm tận hưởng thành quả xứng đáng với sức lao động của mình đã bỏ ra nữa rồi. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho bản mệnh đang có quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ mình. Cách khác biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó có thể thấu hiểu được suy nghĩ của nhau. Cho nên với bạn tuổi Ngọ, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác thay vì cứ cố gắng tranh cãi với họ nhé. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm Tân Sửu, theo Hải thượng Lãn Ông, nhân thần nằm ở khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, bản mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có được cơ hội phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, việc làm ăn tín trịn không được mấy thuận lợi. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 18, số 65, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, nâng đỡ cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Dù bạn có gặp phải khó khăn, không còn phải lùi bước hay là không sợ bị làm sai nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, những nỗ lực của bạn lúc này hoàn toàn phù hợp và được đánh giá cao. Sự lựa chọn của bạn bây giờ cũng trở nên chính xác hơn bao giờ hết nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi còn đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này cũng rất tốt cho việc gắn kết trong mối quan hệ về tình cảm. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi là cần phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, người thân của mình. Bạn không nên quá chú tâm vào sự nghiệp hoặc là công việc, hoặc là hội hè, đàn đúm mà lạnh nhạt với những người luôn chờ đợi mình ở nhà bạn tuổi Mùi nhé. Nếu có thể, trong ngày này với bạn tuổi Mùi, những khó khăn của bạn chỉ cần sự hỗ trợ một chút từ người nhà của mình thôi cũng đã giúp cho mọi việc trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước rất nhiều nữa rồi. Vì thế, với bạn tuổi Mùi cũng đừng có ngần ngại, chủ động, nhờ họ giúp đỡ cho mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nên dành sự quan tâm tới con cái, thành viên trong gia đình của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy sẵn sàng tiên phong để làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử, ứng cử hay là xin việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ chưa thực sự thấu hiểu cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 59, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo chẳng lành trong sự nghiệp của mình. Mà với bạn tuổi Thân trong ngày này, điểm báo chủ yếu là do tính cách của bạn mà ra. Với bạn tuổi Thân đang quá cứng đầu, không chịu hòa nhập với tập thể cho nên rất dễ bị mọi người xa lánh, bị cô lập, khiến cho công việc của bạn trong ngày hôm nay làm gì cũng gặp phải những khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này sẽ không hề tốt đối với sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với những ai đang có bệnh nền. Với bạn tuổi Thân nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, đừng vì ham công tiếc việc hay là ham vui mà đi lại quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên uống thuốc đúng giờ nữa. Bạn có thể sẽ vận động thường xuyên bằng những động tác nhẹ nhàng để cải thiện cho sức khỏe của mình được tốt hơn nhé. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm Tân Sửu. Với bạn tuổi Thân, bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy hòa hợp với nửa kia của mình, đôi bên luôn thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ học cách lắng nghe và thu thập nhiều thông tin hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp, cấp trên. Phải đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 90, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn Tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Dậu đang có được báo hiệu bạn có được nguồn năng lượng dồi dào do tam hội phù trợ mang tới. Cái điều này sẽ khuyến khích bạn kết nối và xây dựng được các mối quan hệ xã giao mới, cũng như là xem xét lại tất cả những người mà bạn tương tác trong vòng kết nối của mình. Như thế, cơ hội để cho bạn mở rộng các mối quan hệ hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn về sau này là rất lớn nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn Tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kiếp tài gây họa. Cái điều này khiến cho bạn Tuổi Dậu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với bạn bè, đồng nghiệp không mong muốn xảy ra. Với bạn Tuổi Dậu cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chứ nghe theo ai nói ngả nói nghiêng mà thay đổi kéo lại thành đẹo cày giữa đường, hay là làm theo ý người ta sẽ chẳng thành công gì. Với bạn Tuổi Dậu trong ngày này, bạn cần phải thay đổi mặt tính cách tiêu cực của mình khi ai đó chê bai hoặc là bạn nóng tính. Phản kháng của bạn có thể là rất tiêu cực khi bạn không chịu lắng nghe, dần dần bạn sẽ bị cô lập bản thân mình, chỉ khiến cho chính bản thân bạn gặp phải những khó khăn và áp lực trong mọi tình huống mà thôi. Về câu quýt cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, giữ vững quan điểm, không nghe theo kẻ xấu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, suy nghĩ cố chấp, không nghe ý kiến của người khác. Và đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn Tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Tuất đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện, chứng tỏ điều này với bạn hôm nay là một ngày khá thích hợp để cho bạn làm ăn, xây dựng các mối quan hệ về hợp tác, và bạn hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình để duy trì tình cảm với các đối tác tiềm năng, giúp cho việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn trong tương lai của mình bạn Tuổi Tuất nhé. Ngày này với bạn Tuổi Tuất, bạn cũng nên dành thời gian để có thể suy nghĩ, bởi vì các ý tưởng dường như đang ngập tràn trong đầu của bạn và chỉ chờ cơ hội để được thực thi nó mà thôi. Thế nên với bạn Tuổi Tuất, hãy tự tin và mạnh mẽ để có thể dấn thân và có được những trải nghiệm mới mẻ, thú vị đến với mình. Trong ngày thứ tư này với bạn Tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này cũng cho thấy với bạn Tuổi Tuất đang có được cơ hội thu hút về tài lộc đang tới. May mắn thay, nguồn năng lượng với bạn đang có được sự ổn định. Các vì sao may mắn có thể sẽ giúp cho bạn hướng tới những hướng đi tích cực hơn trong khoảng thời gian tới. Về câu quýt cho bạn Tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nên giữ quá nhiều những quan điểm lạc hậu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cởi mở hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có thể thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn Tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 69, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn Tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Hợi trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay diễn ra không được như ý muốn. Khi với bạn Tuổi Hợi đang có xu hướng tự tin thái quá, bản mệnh tự cho rằng mình là người tài giỏi nhất và có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cho nên thường tỏa ra bộ ngoài tai những lời khuyên can của người khác, góp ý của người khác nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn đang có được những nguồn năng lượng mới, giúp cho bạn tuổi Hợi đổi mới, mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và tự ti hơn trong đời sống của mình. Thế nên ngày hôm nay với bạn tuổi Hợi hãy cởi mở hơn trước những hướng đi mới để có thể thực hiện mọi công việc. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn rất chi là nhiều nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này giúp cho mối quan hệ giữa bạn với gia đình đang vô cùng là hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, thậm chí tính tới những chuyện xa xôi hơn nữa. Còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng sẽ có được cơ hội gặp được đối tượng triển vọng trong tương lai nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, chăm chỉ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, có quan điểm bất đồng với những người thân. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 60, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.